bao nhiêu năm rồi ta trở về đây thăm mái trường xưa khi tuổi đã hao gầy. Ôi thầy cô và bạn bè thuở ấy, xin một lần tay lại nắm chặt tay. Góc phượng già vẽ hát khúc mê say, cây bàng xanh đã bao mùa thay lá. Những chuyến đò chở thời gian vội vã, xin một lần thăm lại bến sông xưa. Xin một lần về lại tuổi ngây thơ, ánh mắt bâng khuâng giữa sân trường đầy hoa nắng. Năm tháng gian nan nghĩa tình sâu nặng, ơn thầy cô theo ta suốt một đời. Về ngồi bên nhau khi tóc đã điếm bạc, dừng dừng nhớ về chàng lưu bút ngày xưa. Bao nhiêu năm rồi, ôi bạn bè ơi, giây phút bên nhau ngàn lời muốn nói. Mai xa rồi, con tim vẫn gọi, mai trường xưa ơi, yêu dấu suốt một đời. Bao nhiêu năm rồi ta trở về đây thăm mái trường xưa khi tuổi đã hao gầy. Ôi thầy cô và bạn bè thuở ấy, xin một lần tay lại nắm chặt tay. Góc phượng già vẽ hát khúc mê say, cây bàng xanh đã bao mùa thay lá. Những chuyến đò chở thời gian vội vã, xin một lần thăm lại bến sông xưa. Xin một lần về lại tuổi ngây thơ, ánh mắt bâng khuâng giữa sân trường đầy hoa nắng. Năm tháng gian nan nghĩa tình sâu nặng, ơn thầy cô theo ta suốt một đời. Về ngồi bên nhau khi tóc đã điếm bạc, dừng dừng nhớ về chàng lưu bút ngày xưa. Bao nhiêu năm rồi, ôi bạn bè ơi, giây phút bên nhau ngàn lời muốn nói. Mai xa rồi, con tim vẫn gọi, mai trường xưa ơi, yêu dấu suốt một đời. Mai trường xưa ơi, yêu dấu suốt một đời. Có lẽ khi nhắc đến thời áo trắng, ai cũng có một ký ức đẹp, những kỷ niệm không thể nào quên, phút chốc thấy xốn xang, bâng khuâng, nhung nhớ. Nhớ lắm, nhớ tuổi học trò ngày hay buổi đến trường, tình nghĩa thầy trò, bạn bè với bao kỷ niệm buồn vui. Ngày ấy, bây giờ, khác nhau nhiều quá, thay đổi nhiều quá. Cả bản thân mỗi chúng tôi cũng thay đổi không thể nhận ra. Có đôi lúc tự hỏi rằng liệu thời gian tuổi tác có đưa chúng ta xa dần với những kỷ niệm mộng mơ thời áo trắng. Ngày cuối chia tay, cả sân trường ngập tràn sắc hoa phượng vĩ,
xen trong ánh nắng là những tà áo dài trắng tinh khôi, thướt tha, rộn rào tiếng ve kêu và tiếng lòng sao động. Nhớ, nhớ chứ. Nỗi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô và những người bạn tuổi ấy cứ khắc khoải. Tất cả dường như vẫn còn vẹn nguyên như vừa hôm qua. Khép lại những trang sách, khép lại những kỷ niệm vào một góc của ký ức là những tháng ngày không phai dưới mái trường thân yêu. Nhớ lắm, muốn lắm để trở lại một thời ngây thơ trong sáng, tinh nghịch thuở nào. Một dòng đời, một dòng sông, mấy ai là kẻ đứng trong bến bờ. Muốn qua sông phải lụy đò, đường đời muôn nẻo phải nhờ người đưa. Có ai đó đã ví thầy cô như người chèo đò, còn chúng tôi là những người khách qua sông. Khách qua sông rồi, người chèo đò vẫn mệt mài giữa đôi bờ, để bao thế hệ đi ngang qua dòng sông tri thức. Và hôm nay thật vui vì những người khách qua sông đã trở về bến đò xưa bên cạnh người chèo đò lặng lẽ. Nhìn lại những dấu ấn thời gian đã qua, chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự trưởng thành của mình. Hoa điệp vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi, đường về trường ngôi sao lạ quá. Một lần đi trên con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi. Về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ. Trong tôi như thơ hoài, đường về trường ngôi sao lạ quá. Một lần đi trên con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi. Về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ. Yeah, yeah, môi mùa thi.
cùng tôi mỗi lần đến. Chào đón và nồng nhiệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các chị cựu học sinh đã về tham dự hội khóa kỷ niệm 25 năm ngày ra trường, niên khóa 1995-1998 của trường Trung học phổ thông Đồng Quan. Và lời đầu tiên cho phép em xin được trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các chị cựu học sinh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc hội khóa diễn ra thành công, tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các anh chị cựu học sinh thân mến. 25 năm là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn và cũng đủ để xóa nhiều đi mọi thứ trong ký ức. Tuy nhiên, 25 năm ấy cũng chính là khoảng thời gian để chứng minh cho tình người, tình thầy trò, tình bạn. Dù vạn vật có đổi thay nhưng tình cảm ấy vẫn không thay đổi. Và khoảng thời gian ấy cũng làm dày lên, đầy thêm tình cảm thầy trò và tình người. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, và trong buổi hội khóa trang trọng và ý nghĩa này thì ngay sau đây sẽ là những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc biệt để trân trọng gửi tặng các vị đại biểu khách quý, các thầy cô cùng toàn thể các anh chị cựu học sinh khi thăm về lại trường xưa. Đây trường Đồng Quan thân yêu, có những hàng cây lim xanh tươi cùng lớn lên theo năm tháng với trường, dòng sông quê hương uốn quanh, hàng cây sum suê bóng soi mát con đường chúng ta đi tới trường. Và có lẽ là một nhạc phẩm vô cùng quen thuộc đối với tuổi học sinh, ca khúc Con đường tới trường, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương với phần biểu diễn của anh Ngô Văn Học lớp 12G và chị Nguyễn Thị Mai lớp 12B xin được dành tặng quý thầy cô và các anh chị. Và xin quý vị hãy dành một tràng tay thật nồng nhiệt với tiết mục văn nghệ đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay ạ. Trong tôi, hết lại trong sân vui trên này, còn đâu đây nỗi nhớ.
về sân dưới nơi trên này. Nhớ tiếng nói thầy cô, chắp tay ta bay mãi qua vô số. Nhớ một mùa thi qua, là một lần đi dấu trong cuộc đời. Rất nhiều. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy cô và các anh chị, và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói, dưới ánh sáng mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học. Và sau đây là một ca khúc vô cùng ý nghĩa để trân trọng cảm ơn tới sự hiện diện của các thầy giáo cô giáo ngày hôm nay đã tới dự với chúng em. Ca khúc bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân ạ. Vâng ạ, với ca khúc này thì xin mời thầy cô nào thuộc có thể song ca hát cùng với em ạ. Vâng ạ, xin cho ca khúc bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân để trân trọng dành tặng các thầy cô ạ. Và trước khi mà hát ca khúc này thì xin mời toàn thể các anh chị cựu học sinh hãy dành cho thầy cô của mình một tràng tay thật nồng nhiệt được không ạ? Cảm ơn các thầy cô ạ. Xin mời một mic ạ cho cô đúng không ạ? Trên những nẻo đường của tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương. Mai ca nghe rao rực lòng người, bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em. Người giáo viên nhân nội lực của người giáo viên vẫn ở đây, tình cảm thầy trò dành cho các em vẫn ở đây, một tình cảm rất là tuyệt vời. Tôi em cô và em sẽ tiếp tục hát để dành tặng mọi người được không ạ? Và một tràng pháo tay thật lớn nó dành cho cô ạ. Bên anh đèn quê đỏ thương. Yeah.
thay cho lời cảm ơn của chúng em ngày hôm nay. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn của người thầy. Và sau đây sẽ là một nhạc phẩm vô cùng ý nghĩa, trân trọng gửi tặng các thầy giáo, cô giáo, những người đã cho chúng em bài học làm người, để ngày hôm nay chúng em biết gốc và quay về đây, quay về trường xưa để tri ân công đức của thầy cô. Và ca khúc Người Thầy, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, với phần biểu diễn của anh Học lớp 12G. Và xin toàn thể quý thầy cô và anh chị hãy dành cho anh Học một tràng pháo tay thật nồng nhiệt với ca khúc này được không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về xưa chiều, mồ hôi rơi nhòe trên sân, để em đến bên bờ ước mơ. Dù năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về giữa mưa. Ngày qua êm đềm trôi mất, chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vẫn bây giờ gió mưa. Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa? Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa dần đổi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đến hết công ơn người thầy. Thank you.
rơi những ngàn năm, làm sao em biết không thể người như thầy. Dẫu đến hết sao trời đêm mong, dẫu đến hết lá mùa thu rơi những ngàn năm, làm sao em biết hết công ơn người. Từ các anh chị và nhà thơ Trung Quân đã tưởng viết: quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người, và quê hương Phú Xuyên yêu dấu, nơi đây đã nuôi dưỡng chúng em khôn lớn trưởng thành. Dù đi khắp bốn phương trời, dù đi đâu về đâu, chúng em vẫn luôn nhớ về quê hương ơi yêu dấu, nơi đó có gia đình, có thầy cô, có bè bạn. Và sau đây xin mời quý thầy cô và các anh chị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu vô cùng thân thương. Vâng ạ, giai điệu của bài hát Quê Hương với phần biểu diễn của tiết mục múa của chị Lê Kim Oanh lớp B. Và xin toàn thể quý vị, quý thầy cô hãy dành cho chị Oanh một tràng tay thật nồng nhiệt. Lời đầu tiên em xin gửi đến lời chào trân trọng nhất đến các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học cựu học sinh niên khóa 95-98, lời chào trân trọng và hạnh phúc ạ. Sau đây em xin gửi tặng tới các thầy cô cùng toàn thể các bạn bài Múa Quê Hương. Và đây cũng là lời tri ân của chúng em đối với các thầy cô giáo ạ. Xin mời em nhé.
Vâng ạ, một tiết mục rất là tuyệt vời của các cô gái đến từ 6 lớp đúng không ạ? Và thời gian trôi qua, nhưng mà 25 năm mà các anh chị gặp lại mà có một cái tiết mục mà cùng đoàn kết để cùng nhau nhảy múa như thế này thì quả thật là vô cùng tuyệt vời. Một lần nữa xin quý thầy cô và các chị hãy dành cho đội văn nghệ một tràng tay thật nâng nghe để cảm ơn các chị được không ạ? Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các anh chị. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, quý thầy cô và các anh chị thân mến, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, mang theo tuổi học trò với biết bao kỷ niệm đẹp, thấm thoát mà đã 25 năm, các bạn sinh viên, các bạn học sinh niên khóa 1995-1998 mới có dịp gặp lại đông đủ thầy cô, giáo kính yêu cùng bạn học thân thiết thuở nào tại mái trường thân thương Trung học Phổ thông Đồng Quan. Và lần đầu tiên, thay mặt cho toàn thể học sinh niên khóa 1995-1998, chúng em xin được gửi tới các thầy cô sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc. Trong niềm vui hội ngộ này, chúng em xin được kính chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc viên mãn. Xin gửi tới các bạn học sinh niên khóa 1995-1998 năm xưa lời chào thân thương nhất. Chúc các anh chị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và các anh chị thân mến, kể từ ngày chúng ta chia tay thầy cô, bạn bè, rời xa mái trường thân yêu, này đã trải qua 25 năm và cũng gần ấy thời gian, mỗi chúng ta lại cuốn theo dòng chảy của cuộc đời với bao suy nghĩ, lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui, có cả nỗi buồn. Và 25 năm ấy là khoảng thời gian có nhiều điều đã bị xóa mờ, cũng bị lãng quên. Nhưng chắc chắn rằng có một điều đọng lại trong tất cả chúng ta, đó chính là những ngày còn trung học dưới mái trường thân yêu này. Và mỗi năm đến hè, khi cánh phượng hồng rực cháy, những hình ảnh, kỷ niệm một thời áo trắng bất chợt lại dâng lên trong lòng ta một nỗi niềm bồi hồi, xúc động. Và cũng trong sự xúc cảm đó, chúng ta mong muốn được quay trở lại mái trường thân yêu để được gặp lại thầy cô, được bày tỏ sự biết ơn chân thành và sâu sắc tới công lao bao năm thầy cô đã dạy dỗ cho chúng em, đồng thời cũng là quan tâm thăm hỏi tới các bạn của mình. Và hôm nay, được sự quan tâm tạo điều kiện của Ban lãnh đạo nhà trường, Ban liên lạc khóa 1995-1998, tổ chức hội khóa kỷ niệm 25 năm ngày ra trường. Trong niềm vui ngập tràn cảm xúc hôm nay, chúng em vui mừng được chào đón sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo là lãnh đạo đương nhiệm, nguyên là lãnh đạo nhà trường các thời kỳ, các thầy giáo, cô giáo tham gia giảng dạy khóa 1995-1998, các thầy cô đang giảng dạy tại trường. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của thầy giáo Nguyễn Thanh Bình, hiệu trưởng nhà trường. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy giáo Nguyễn Như Ý, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy giáo Lê Văn Hưởng, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa quý thầy cô và các anh chị, và thầy giáo Lê Văn Dũng thì đầu giờ cũng đã chúc mừng hội khóa. Tuy nhiên do điều kiện công tác mà lúc này thầy giáo không dự được cùng với chúng em. Và chúng em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy giáo Nguyễn Đình Minh, phó hiệu trưởng nhà trường. Và chúng ta dành một tràng tay thật nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của thầy giáo Nguyễn Văn Vang ạ. Xin một tràng tay thật nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của thầy giáo Bạch Quốc Ấn ạ. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy giáo Bạch Quốc Chiến ạ. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy giáo Trần Hữu Vinh ạ. Và xin các anh chị hãy dành một tràng tay thật nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của thầy giáo Lưu Tiến Lễ ạ. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy giáo Bạch Quốc Thu ạ. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy giáo Bùi Văn Phúc ạ. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô giáo Đỗ Thị Dung ạ. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô giáo Quách Thị Lụa. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô giáo Chu Kim Oanh ạ. Và xin quý vị và các anh chị hãy dành một tràng tay thật nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của cô giáo Trần Thị Hoài ạ. Xin
quý vị và các thầy cô cũng như các anh chị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của cô giáo Nguyễn Thị Nhung ạ. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô giáo Nguyễn Thị Lan ạ. Chúng em xin được nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của cô giáo Nguyễn Thị Hương ạ. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô giáo Đặng Thị Hoạt ạ. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô giáo Lương Thị Phúc ạ. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy giáo Nguyễn Văn Khiết ạ. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy giáo Nguyễn Quốc Toản ạ. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy giáo Nguyễn Xuân Hòa. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô giáo Lê Thanh Hồng ạ. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của cô giáo Lê Thị Mai Hương ạ. Kính thưa quý thầy cô và các anh chị, về tham dự hội khóa ngày hôm nay còn có sự đông đủ các thầy cô đại diện trong các tổ chức đoàn thể của nhà trường, các thầy cô chủ nhiệm, các thầy cô giảng dạy các bộ môn niên khóa 1995-1998 của chúng ta. Sự có mặt đông đủ của các thầy cô đã từng trực tiếp giảng dạy cho khóa học chúng em là một niềm vui, niềm vinh dự, nguồn động viên và cổ vũ rất lớn lao cho hội khóa ngày hôm nay. Và xin quý vị, quý thầy cô và đặc biệt các anh chị cựu học sinh hãy dành cho các thầy cô của chúng ta một trong các tay thật nông nhiệt để chào mừng. Vâng ạ, đặc biệt một thành phần không thể thiếu được đó chính là 205 cựu học sinh niên khóa 95-98 trường Trung học Phổ thông Đồng Quan trên mọi miền của Tổ quốc đã có mặt đông đủ tham dự hội khóa kỷ niệm 25 năm ngày ra trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúc mừng tất cả các anh chị, bởi vì một khoảng thời gian khá là dài ngày hôm nay được tề tựu đông đủ về đây gặp lại thầy cô và bạn học thân thiết của chúng ta ngày xưa. Kính thưa các thầy cô và các anh chị, 25 năm là khoảng thời gian mà mỗi học sinh năm xưa đã cố gắng phấn đấu để trưởng thành. Giờ nhìn lại, mỗi chúng ta đã là những người con hiếu thảo, người chồng, người cha tốt, người vợ, người mẹ hiền. Mỗi chúng ta đã và đang nỗ lực xây dựng cuộc sống gia đình, sự nghiệp riêng, cùng đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Và có được những thành công cho cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta không quên công ơn của các thầy, các cô, những người đã dìu dắt, dạy dỗ chúng ta nên người. Và sau đây, để nói lên những lời cảm ơn chân thành, lời tâm sự chia sẻ của các bạn cựu học sinh, trân trọng giới thiệu và kính mời chị Đỗ Thị Bích Liên, đại diện Ban Liên lạc khóa 1995-1998 sẽ lên đọc diễn văn kỷ niệm và khai mạc hội khóa. Và xin toàn thể quý thầy cô và các anh chị hãy dành cho chị Đỗ Thị Bích Liên một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của chị trên sân khấu lúc này. Kính thưa thầy giáo Nguyễn Thanh Bình, hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa thầy giáo Nguyễn Như Ý, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa thầy giáo Lê Văn Hưởng, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa các thầy cô, phó hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể các thầy cô giáo, chủ nhiệm bộ môn niên khóa 1995-1998, cùng toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến. Lời đầu tiên cho phép em thay mặt ban tổ chức xin được gửi đến quý thầy cô cùng toàn thể các bạn cựu học sinh niên khóa 1995-1998 lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho buổi gặp mặt hội khóa tri ân thầy cô của chúng ta ngày hôm nay thành công rực rỡ. Kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến, vậy là đã 25 năm trôi qua kể từ ngày chúng ta tốt nghiệp ra trường, tạm biệt mái trường Đồng Quan thân yêu để bước tiếp vào ngưỡng cửa cuộc đời, xây dựng hành trang tương lai. Chia tay nhau chúng ta như đàn chim tung cánh, mỗi người một nơi, mỗi người một công việc, một cuộc sống riêng với bao bộn bề lo toan cuộc sống thường ngày. Nay chúng em có bạn là tiến sĩ, là thạc sĩ, là bác sĩ, là kỹ sư, là dược sĩ, là huấn luyện viên, là doanh nhân thành đạt, có bạn hiện là công an,
bộ đội đang ngày đêm đóng góp sức mình cho sự bình yên của Tổ quốc. Có bạn hiện đang giữ chức vụ quan trọng trong chính quyền địa phương, và chúng ta càng tự hào hơn những bạn hiện đang tiếp nối thầy cô đứng trên bục giảng, tiếp tục sự nghiệp trồng người, tận tụy dìu dắt thế hệ tương lai của đất nước. Số còn lại, các bạn đã chọn cho mình một công việc, một lối đi riêng, và giờ đây chúng em đều cảm thấy hạnh phúc với con đường mình đã chọn. Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi, chúng em được hội ngộ về đây, không phân biệt vị trí công tác hay công việc quan trọng hay không, chúng em vẫn mãi là những cô cậu học trò luôn hồn nhiên, vui tươi, ngây thơ và trong sáng. Chúng em luôn tự hào là học sinh trường trung học phổ thông Đồng Quan thân yêu. Ngày ấy, ở cái tuổi 15-16, chúng em từ các xã Hoàng Long, Phú Túc, Hồng Minh, Chi Trung, Văn Hoàng, Phượng Dực, Nghiêm Xuyên đã bỡ ngỡ bước vào lớp 10 với bao niềm háo hức, xen lẫn, lo lắng. Từ lạ thành quen, từ quen rồi thành thân. Mỗi ngày đến trường, tình cảm bạn bè lại càng thêm thân thương gắn bó. Những năm tháng học trò đã để lại cho chúng em không ít những hoài niệm, những ký ức vô cùng đẹp đẽ mà chúng em không thể nào quên. Những năm tháng ấy đã vun đắp lên những mối tình ngây thơ và trong sáng của tuổi học trò, và ở đâu đó có những rung động đầu đời mà nhiều bạn chưa kịp ngỏ lời, để rồi bùi ngùi cất kỹ vào trong ký ức như một kỷ niệm khó quên. Hôm nay, ngày vui, đã có rất nhiều bạn đã tạm gác lại công việc dở dang để nghe tiếng lòng, để sống với kỷ niệm xưa. Cũng có một nỗi buồn còn đọng lại trên gương mặt những bạn chưa thể về tham dự được. Nhưng em tin chắc rằng dù ở bốn phương trời với khoảng cách địa lý xa xôi, cách trở thế nào đi chăng nữa, tình cảm của đại gia đình trường trung học phổ thông Đồng Quan vẫn luôn không bao giờ thay đổi. Dù ai công việc muôn phương, nhớ ngày hội khóa của trường chúng ta, dù cho bạn có ở xa, đến ngày hội khóa chúng ta cùng về. Hôm nay chúng em xin được dành tất cả tình cảm bằng trái tim mình, những nhịp đập còn bồi hồi, còn thổn thức, còn luyến lưu, chứa đựng bao tình cảm mà chưa thốt thành lời, để dành tặng quý thầy cô trong ngày hội khóa hôm nay, những người đã dạy dỗ, dìu dắt chúng em suốt những năm tháng chúng em còn học tập tại trường Đồng Quan thân yêu. Thầy cô luôn là gương sáng, dành cả cuộc đời cống hiến sức lực, trí tuệ cho nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý. Nghề không trồng hoa trên đất lại nở hoa cho đời muôn đóa hoa thơm. Ơn thầy soi lối mở đường cho con vững bước dặm trường tương lai. Thay mặt toàn thể hội khóa, mặc dù bận rộn với công việc và gia đình, nhưng thầy cô đã quan tâm dành thời gian về tham dự buổi gặp mặt của chúng em ngày hôm nay. Thay mặt cho 110 bạn cựu học sinh niên khóa 1995-1998 về tham dự hội khóa ngày hôm nay, em xin được trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến tập thể các thầy cô luôn đã dạy dỗ, dõi theo và ủng hộ chúng em trong suốt chặng đường qua. Chúng em trân trọng cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chúng em tổ chức buổi gặp mặt ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn trong ban liên lạc, ban tổ chức và các tiểu ban của hội khóa đã không ngại khó khăn, vất vả, nhiệt tình, chu đáo trong mọi công việc, đã kết nối ý tưởng và thực hiện chương trình. Xin cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ bằng vật chất, tinh thần cho hội khóa. Do không có nhiều thời gian chuẩn bị cho buổi gặp mặt nên trong quá trình chuẩn bị tổ chức, chúng em chưa được chu đáo. Ban liên lạc toàn khóa mong các thầy cô và các bạn tham dự hội khóa thông cảm. Thay mặt cho ban tổ chức, em xin long trọng tuyên bố khai mạc 25 năm ngày trở về của cựu học sinh trường trung học phổ thông Đồng Quan niên khóa 1995-1998. Cuối cùng, thay mặt cho các bạn cựu học sinh về tham dự hội khóa, kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục sự nghiệp trồng người, dạy dỗ các thế hệ học trò
chúc trường của chúng ta ngày càng khang trang và phát triển lên tầm cao mới. Chúc toàn thể các bạn cựu học sinh niên khóa 1995-1998 chúng ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một ngày vui thật trọn vẹn, thật ý nghĩa sau 25 năm trở về. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các bạn. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu khai mạc và những lời chia sẻ của chị Đỗ Thị Bích Liên, một người phụ nữ năng động, nhiệt tình, đầy nội lực. Và xin toàn thể quý thầy cô cũng như các anh chị hãy dành cho chị Đỗ Thị Bích Liên một số bàn tay thật nồng nhiệt để chúc mừng ạ. Vâng ạ, kính thưa quý thầy cô và các anh chị, bài học làm người em vẫn nhớ ghi công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy. Và trí tuệ có chỉ dạy, cây có gốc mới nở cành xanh lá, nước có nguồn mới bề cả sông sâu. Và chúng em như những cánh chim bay đi muôn phương, trưởng thành ở phương trời nào, nhưng ngày hôm nay, theo đạo lý làm người, chúng em quay trở về với gốc để biết ơn, trân trọng tới công lao, dạy dỗ, dìu dắt, nâng đỡ của các thầy cô để cho chúng em được trưởng thành như ngày hôm nay. Và với những tình cảm vô cùng trân trọng đặc biệt để gửi tới các thầy cô, các anh chị hãy dành cho thầy cô của mình một trong bàn tay thật nồng nhiệt để cảm ơn thầy cô được không ạ? Xin được trân trọng cảm ơn các anh chị. Kính thưa quý thầy cô và các anh chị thân mến, hội khóa của chúng ta hôm nay rất vui mừng được đón nhận sự quan tâm, động viên, kết nối tình cảm của các thầy cô giáo, nguyên là lãnh đạo nhà trường, thầy cô giáo chủ nhiệm và bộ môn niên khóa 1995-1998 và ban lãnh đạo đương nhiệm có những lẵng hoa tươi thắm để chúc mừng cho hội khóa. Và sau đây, chúng em trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu thầy giáo Nguyễn Như Ý, nguyên hiệu trưởng nhà trường niên khóa 95-98. Trân trọng kính mời thầy giáo Lê Văn Hưởng. Trân trọng kính mời hai thầy sẽ cùng trở về sân khấu tặng hoa chúc mừng hội khóa. Và chúng em xin được trân trọng kính mời chị Đỗ Thị Bích Liên, anh Lê Hồng Huyến. Trân trọng kính mời anh Doãn Văn Minh sẽ cùng trở về sân khấu để nhận hoa chúc mừng từ các thầy. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và hội khóa của chúng em ngày hôm nay rất là vinh dự được chào đón sự diện của các thầy giáo, cô giáo, nguyên là lãnh đạo nhà trường các thời kỳ đã rất là quan tâm động viên chúng em về tham dự và đặc biệt là có lẵng hoa tươi thắm để chúc mừng cho chúng em. Chúng em trân trọng cảm ơn các thầy cô. Vâng ạ, và chúng ta không quên dành tặng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn các thầy giáo, cô giáo, nguyên là lãnh đạo nhà trường các thời kỳ ạ. Thì chúc các thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúng em trân trọng cảm ơn thầy giáo Nguyễn Như Ý và thầy giáo Lê Văn Hưởng. Và sau đây chúng em xin được trân trọng kính mời ban lãnh đạo đương nhiệm trường Trung học Phổ thông Đồng Quan. Trân trọng kính mời thầy giáo Nguyễn Thanh Bình, hiệu trưởng nhà trường. Trân trọng kính mời thầy giáo Nguyễn Đình Minh, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ lên tặng hoa chúc mừng hội khóa. Trân trọng kính mời các thầy ạ. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì rất là chúc mừng các anh chị được sự quan tâm của lớp lớp thế hệ các thầy cô trường Trung học Phổ thông Đồng Quan cũng đã về tham dự và có lẵng hoa tươi thắm để chúc mừng. Trân trọng kính mời các anh chị. Anh Hồng Huyến, anh Văn Minh, chị Liên sẽ cùng nhận hoa. Vâng ạ, và chúng ta cũng quên dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn các thầy cô ạ. Kính chúc các thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an và hoàn thành một sứ mệnh vô cùng thiêng liêng, đó chính là sứ mệnh trường người. Trân trọng cảm ơn các thầy. Vâng ạ, một lần nữa chúng em xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm của các thầy cô đã về tham dự hội khóa và có những lăng hoa tươi thắm để chúc mừng cho hội khóa của chúng em ngày hôm nay. Kính thưa quý thầy cô và các anh chị, tuổi học sinh gắn liền với một người bạn vô cùng thân thuộc mà mỗi khi bạn ấy vang lên, cả lớp lại ùa ra sân trường. Cũng tiếng trống ấy, chúng ta lại kéo nhau vào lớp, ngồi ngay ngắn học bài. Và cũng tiếng trống ấy lại rộn ràng, bồi hồi, đầy cảm xúc khi bước vào năm học mới.
Chiếc trống vào mùa hè thường sẽ buồn vì chả được vang lên, nhưng ngày hôm nay khi khóa học sinh 1995-1998 trở về, nó lại vui lắm vì lại được ngân nga những giai điệu đầy yêu thương. Vừa đấy, đã 25 năm xa cách, bạn bè ơi giờ ở những nơi đâu, nghe tiếng trống sao chẳng về tù lại. Trước sân trường, díu dít nắm tay nhau. Và hôm nay đây, chúng em được ngồi lại dưới mái trường, được gặp gỡ đông đủ các thầy cô, được gặp lại bạn bè. Nhưng thật thiếu vắng nếu như chưa được nghe tiếng trống thân thương. Và chúng em vô cùng mong đợi được nghe tiếng trống trường rộn rã, được sống lại những kỷ niệm ngày xưa. Và sau đây, chúng em trân trọng giới thiệu và kính mời người thầy năm ấy, thầy giáo Nguyễn Như Ý, nguyên hiệu trưởng nhà trường, niên khóa 95-98 sẽ lên đánh trống khai hội cho hội khóa ngày hôm nay. Chúng em trân trọng kính mời thầy. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để dành cho thầy giáo của mình được không ạ? Vâng. Sao không thể cùng về thăm thầy cũ? Ơi cái trống Gia Châu bọc lại bao lần, giờ mới biết từng hồi trống ấy làm tóc thầy từng sợi bạc rưng rưng. Có cả cuộc đời rồi bỗng nhớ những đoạn đường xa lắc tuổi thơ đi, bàn chân nhỏ qua đồng qua ruộng, tiếng trống trường rục rã những mùa thi. Sao chẳng thể thêm một lần gặp nữa, ngồi chung bàn chung ghế như xưa, lại hồi hộp ngó bảng đen phấn trắng, cho mắt nhìn thắm lại chút thơ ngây. Những tiếng trống vô cùng thân thuộc mà 25 năm qua chúng em ngày hôm nay lại được nghe thầy giáo Nguyễn Như Ý vang lên, đồng lại trong lòng mỗi học sinh những cảm xúc thật bồi hồi xúc động. Wow, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để trân trọng cảm ơn thầy giáo Nguyễn Như Ý. Chúng em xin được chúc thầy mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và tiếp tục sẽ có những sự cống hiến cho sự nghiệp trong nghề. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt của các anh chị dành cho thầy giáo của mình được không ạ? Vâng ạ, có lẽ là giờ phút này sau tiếng trống trường đá điểm, các anh chị lại được quay trở lại với những ký ức vô cùng ngọt ngào, ngây thơ của một tuổi học sinh. Vâng, những con đường cuộc sống đã mở ra, thầy đã chọn con đường nhà giáo. Con đường ấy không ồn ào, không huyên náo, thầm lặng thôi, người chở chữ đưa đò. Và 25 năm trước, thầy cô mái tóc còn xanh, nhưng 25 năm sau, tóc thời cũng đã điểm bạc. Và chúng em rất được mong muốn được nghe lại lời thầy năm xưa. Và sau đây trân trọng kính mời thầy giáo Nguyễn Như Ý sẽ cùng trở về sân khấu để có đôi lời phát biểu cho phép chúng em được nghe lại giọng của thầy năm xưa được không ạ? Vâng ạ, trân trọng kính mời thầy. Và chúng ta không quên dành cho thầy giáo của chúng mình một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng ạ, 25 năm qua và hiện nay thì chúng ta thấy ạ, phong độ của thầy rất là dạng người, vẫn còn trẻ trung, rất là năng động và đặc biệt một nụ cười rất là đôn hậu đúng không ạ? Xin được dành cho thầy giáo của chúng ta một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, cảm ơn thầy ạ. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh, mỗi khi được trở về với trường Đồng Quan, không phải chỉ các em học sinh hôm nay xúc động bồi hồi mà chính chúng tôi cũng bồi hồi xúc động. Bởi vì nhờ có sự tổ chức hội khóa của khóa 95-98 hôm nay mà chúng tôi được trở lại với những kỷ niệm chính của ngôi trường này. Người ta vẫn thường nói thời gian trôi đi không trở lại, mà đặc biệt tôi là giáo viên vật lý thì cái điều này thấy rất là rõ, thời gian là tuyệt đối. Nhưng chính buổi hội khóa hôm nay các em đã bắt thời gian quay trở lại, không phải chỉ 25 năm đâu mà 28 năm kể từ khi khóa học của chúng ta vào học tại trường Trung học Phổ thông Đồng Quan. Cho nên hôm nay nhận được lời mời của khóa, tôi cũng như các thầy cô giáo rất là vui, rất là phấn khởi được trở lại với ngôi trường Đồng Quan thân yêu, được gặp gỡ nhau, được ôn lại những kỷ niệm ngày xưa mình đã có một thời gian công tác giảng dạy tại ngôi trường này.
Và qua những cái ý phát biểu của em Đỗ Bích Liên, trưởng ban liên lạc của khóa, thì chúng ta cũng đã thấy khóa học 95-98 của chúng ta cũng đã trưởng thành. Hiện nay chúng ta từ ngôi trường này sau 25 năm chúng ta đã trở thành những người rất là quý đối với xã hội. Chúng ta đã có những cương vị công tác trong xã hội và điều đó làm cho các thầy các cô cũng rất vui và rất là tự hào về khóa học sinh 1995-1998. Hôm nay thay mặt cho các thầy các cô cũng không biết như nào, các thầy các cô đều rất là vui và trân trọng cảm ơn khóa học của chúng ta đã dành cho các thầy các cô những cái tình cảm rất là gần gũi, thân thương, ấm áp, nghĩa tình, đúng với cái tình nghĩa của thầy trò chúng ta đã gặp gỡ, đã từng công tác, đã cùng nhau trong những cái giai đoạn mà chúng ta thấy hết sức khó khăn. Trong những năm các em học tập ở đây thì ngôi trường Đồng Quan chúng ta đã qua những hình ảnh mà vừa rồi chúng ta đã được ghi lại trên màn hình. Chúng ta thấy ở cái giai đoạn đó thì chúng ta với những điều kiện học tập cũng rất là khó khăn. Và sau khi các em ra trường 25 năm quay trở lại thì ngôi trường hôm nay đã có rất nhiều sự thay đổi. Và chúng ta có thể tự hào mà nói rằng với một cái mảnh đất truyền thống cách mạng quê hương Phú Xuyên, chúng ta đã có một ngôi trường hiện nay đã khang trang và có những thành tích rất đáng tự hào. Chúng ta có thể tự hào về ngôi trường của chúng ta luôn luôn có những thành tích rất là tốt. Chúng tôi rất mong rằng sau buổi hội khóa hôm nay, các em học sinh chúng ta gặp gỡ, gặp lại các thầy, gặp lại nhau, chúng ta sẽ có những cái địa chỉ của nhau và những cái mối quan hệ chúng ta sẽ giúp chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều những cái thành công hơn trong cuộc sống. Và cũng rất mong với thành đạt của các em thì chúng ta cũng sẽ có những cái điều kiện để hỗ trợ thêm cho sự phát triển của nhà trường. Cũng thay mặt các thầy các cô hôm nay về dự, trước hết là xin trân trọng cảm ơn tất cả các em trong hội khóa các khóa học 1995-1998. Hôm nay với hơn 200 các em đã về dự cái buổi gặp gỡ hôm nay. Chúng ta đã tổ chức một cái buổi hội khóa rất là ý nghĩa, đầy tình nghĩa thầy trò, đúng với cái nghĩa của một ngôi trường mà chúng ta đã từng học tập và bây giờ trở thành những con người mà chúng ta đã trưởng thành trong xã hội. Tôi rất mong là với thành tích của các em đã đạt được hôm nay thì sau buổi hội khóa này, những thành tích này sẽ được nhân lên và chúng ta sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong bước đường sự nghiệp phát triển của mình. Và chúng tôi cũng xin được kính chúc các thầy các cô hôm nay đã về dự buổi khóa luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và sẽ có những cái buổi gặp gỡ nhiều hơn nữa. Và rất mong là không phải chỉ buổi hôm nay mà sau thời gian này thì trên bước đường công tác của mình các em sẽ trưởng thành và hy vọng sẽ có rất nhiều những cái buổi mà chúng ta tổ chức như thế này để các thầy các cô cùng lại chứng kiến những sự thành đạt của các em. Xin một lần nữa cảm ơn cái sự quan tâm của các em trong hội khóa đã mời tôi về dự. Chúc các em cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công nhiều hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, chúng em xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu chia sẻ của thầy giáo Nguyễn Như Ý, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Vâng ạ, các anh chị có thấy rằng 25 năm gặp lại, thầy giáo của mình đẹp hơn xưa đúng không ạ? Có đúng không ạ? Nếu mà đúng cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng ạ, quả thật là tâm sinh tướng và chúc mừng cho thầy. Bởi vì sau 25 năm gặp lại, chúng em được đón gương mặt rất là rạng ngời của thầy cũng như các thầy cô về tham dự chương trình ngày hôm nay. Và chúc thầy cũng như các thầy cô tiếp tục trong sự nghiệp vinh quang mà Đảng và Nhà nước đã giao phó sự nghiệp chồng người. Kính thưa quý thầy cô và các anh chị thân mến, sau 25 năm ra trường hôm nay, chúng em được gặp lại thầy cô trong niềm hạnh phúc vô bờ. Chúng em không biết nói gì hơn, xin được cảm ơn các thầy cô đã dìu dắt trong suốt thời gian chúng em ngồi trên ghế nhà trường Trung học Phổ thông Đồng Quan. Xin được cảm ơn ban lãnh đạo các nhà trường, các thời kỳ cũng đã tiếp nối phong trào giáo dục Trung học Phổ thông của huyện nhà ngày càng phát triển. Và sau đây để thể hiện những tình cảm của các anh chị,
trong hội khóa thì trân trọng giới thiệu và kính mời chị Đinh Thị Hường, lớp 12A, thay mặt các cựu học sinh về tham dự hội khóa có đôi lời chia sẻ cảm xúc của mình sau 20 năm được gặp lại thầy cô và bạn bè. Và xin toàn thể quý vị, quý thầy cô, các anh chị hãy dành cho chị Hường một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt được không ạ? Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn niên khóa 1995-1998 của mái trường Trung học Phổ thông Đồng Quan thân yêu. Thật vinh dự và tự hào khi sau 25 năm em lại được thay mặt cho các bạn cựu học sinh khóa 95-98 đứng ở đây trong không khí ấm áp thiêng liêng này để nói nên những cảm xúc bồi hồi, sao động cùng những lời tri ân sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo. Lời đầu tiên em xin được gửi đến Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc buổi hội khóa của chúng ta thành công rực rỡ. Thưa các thầy cô, thưa các bạn, em đã từng rất tâm đắc khi đọc được câu nói: tuổi trẻ như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để ướt thêm lần nữa. Vâng, ngày hôm nay trong không khí rạo rực yêu thương, náo nức tưng bừng của ngày hội khóa, trong tiết trời trong trẻo mát lành của ngày chớm thu, chúng em lại háo hức trở về đây, mái trường Trung học Phổ thông Đồng Quan yêu dấu, để được sống lại những năm tháng thanh xuân ngọt ngào, đầy hoa mộng, để được ướt đẫm trong cơn mưa rào mang tên tuổi trẻ. Thưa các thầy cô, các bạn, thời gian như một chuyến xe tốc hành, còn chúng ta là những hành khách đi trên chuyến xe ấy, trưởng thành theo năm tháng. Sắc thắm của cánh phượng hồng in trong trang vở ôm mộng ước của tuổi thanh xuân đã nuôi dưỡng những tâm hồn đầy khát khao. Để rồi 25 năm rồi, ta vẫn còn sao xuyến bồi hồi khi gặp lại ánh mắt của bạn xưa và câu hát lại ngân lên da diết trong tim. Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thủa chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu trong sáng ấy mấy ai quên, nó đã trở thành những kỷ niệm đẹp theo năm tháng của tôi và các bạn. Để hôm nay trở về đây, hội tụ dưới mái trường Đồng Quan thân yêu, tôi lại nghe lòng mình nức nở, tim mình rạo rực chất chứa những yêu thương. 25 năm, một khoảng thời gian đủ để chúng ta nếm vị đắng cay, bộn bề của cuộc sống, phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, lo cho gia đình và dốc lòng cống hiến cho xã hội. 25 năm, một khoảng thời gian khá dài để mái trường năm ấy thay đổi, nhưng lòng người mãi chẳng đổi thay. Trải qua lớp bụi mờ của năm tháng, thời gian, mỗi người chúng ta một ngả rẽ, một định hướng tương lai, một hoàn cảnh, số phận và nghề nghiệp riêng. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta cùng hội tụ chung một con đường, cùng chung một tấm lòng, nhớ trường xưa bạn cũ và nhớ những người lái đò thầm lặng không quản đêm ngày. Thầy cô ơi, sự nhiệt huyết thắp lửa cho thế hệ tương lai của thầy cô đã giúp chúng em khôn lớn trưởng thành. Khóa chúng em cũng đã có rất nhiều bạn kế tiếp sự nghiệp chồng người của thầy cô, và thật vinh dự trong số đó có em. Hôm nay em được đứng đây vừa với cương vị là một cựu học sinh trở về trường sau 25 năm, nhưng cũng với cương vị là một giáo viên đứng trên bục giảng nối tiếp sự nghiệp người lái đò thầm lặng trong chính ngôi trường đã nuôi dưỡng ước mơ khao khát tuổi thanh xuân của chúng em. Có lẽ bởi được đứng trong cương vị thầy cô nên em rất thấu hiểu những âm thầm lặng lẽ hy sinh mà người lái đò thầm lặng chở khách sang sông. Chúng em nguyện sẽ kế tiếp sự nghiệp của thầy cô, nguyện sẽ là những con người có ích của quê hương đất nước để xứng đáng với những tâm huyết mà thầy cô đã gửi gắm cho thế hệ chúng em. Thầy cô hãy cho chúng em được khắc sâu trong miền ký ức tuổi thanh xuân của mình những tên gọi cô thầy với những giờ học thắp lửa trái tim, những bài học làm người
đầy nghĩa tình đã theo chúng em đi cùng năm tháng không thể nào quên. Trong sâu thẳm trái tim chúng em, phút giây này đây bỗng ngân vang những vần thơ xa xiết. Có một nghề bụi phấn bám đầy tay mà để đời gọi là nghề cao quý. Có một nghề trồng hoa vào đất mà lẽ sống là trồng cây gieo hạt. Nhà giáo dục nổi tiếng người Séc Komensky đã từng nói, dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học. Vâng, thầy cô mãi là những người cao quý nhất, vĩ đại nhất trong cuộc đời chúng em. Để trong sâu thẳm tâm hồn mình, chúng em vẫn mãi khắc sâu công ơn cô thầy. Các bạn mến thương ơi, từ trường Trung học Phổ thông Đồng Quan thân yêu, chúng ta đã ra đi muôn phương theo tiếng gọi của cuộc mưu sinh. Có những bạn thành đạt, có bạn vẫn chưa có được cuộc sống như ý, có bạn tha hương lận đận. Nhưng hôm nay bỏ lại tất cả những bộn bề của cuộc sống mưu sinh, chúng ta sum vầy về đây, tay trong tay, miệng cười mà nước mắt chợt rưng rưng. 25 năm như một khoảnh khắc vụt qua đưa chúng ta trở về miền ký ức tươi đẹp của một thời thanh xuân ta có nhau. Những kỷ niệm vui buồn tuổi học trò chợt ùa về trong tim chúng ta. Chúng ta nhớ nắm những buổi đạp xe đến trường cùng các bạn trong các xã Hoàng Long, Phú Túc, Hồng Minh, Chi Trung và cả những buổi đi bộ thong dong đến trường trên con đường làng của các bạn xã Phượng Dực. Chúng ta nhớ nắm những giờ học sôi nổi gửi gắm đầy tâm huyết mà thầy cô đã truyền thụ cho chúng ta nên người. Và cả những rung động đầu đời trong sáng, bẽn lẽn, thẹn thùng, không thể nói lên lời. Để rồi còn phải nhờ những dòng lưu bút nói hộ những lời thì thầm của trái tim. Tất cả giờ chỉ còn là hoài niệm, nhưng nó là những hoài niệm đẹp mà chúng mình nguyện sẽ lưu giữ mãi trong tim, phải không các bạn? Ngày hôm nay, chúng ta được trở về sau 25 năm, từ một ý tưởng, từ sự quyết tâm, từ sự đồng thuận cao cả, từ những nỗ lực của tất cả chúng ta. Và để có ngày đoàn tụ hôm nay, một giây phút rồi sẽ ghi sâu vào tâm khảm mỗi chúng ta những ngày tháng sau. Sự hiện diện của mỗi chúng ta hôm nay là một minh chứng cho quan điểm không có gì là bất khả khi chúng ta quyết tâm, đồng thuận, nỗ lực hết mình. Trong giây phút xúc động này đây, chúng ta hãy kết nối và lan tỏa yêu thương đến nhau để mái trường Đồng Quan thực sự là mái ấm mỗi khi ta trở về. Mong rằng sau cuộc gặp hôm nay, tất cả chúng ta, những cựu học sinh của khóa 1995, 1998 sẽ thường xuyên liên lạc, đoàn kết, yêu thương nhau nhiều hơn, cùng nhau xây dựng tập thể khóa ngày càng vững mạnh, ngày càng phát triển. Để rồi không phải 25 năm mà 30 năm, 40 năm và lâu hơn nữa, mỗi khi trở về, chúng ta đều được sống trong vòng tay yêu thương, chào đón của thầy cô bè bạn. Hôm nay, ngày trở về sau 25 năm, chúng ta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không thể diễn tả hết thành lời. Vậy hãy để trái tim và ánh mắt mình trao nhau những lời muốn nói các bạn nhé. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa thầy cô, thưa các bạn, để có được chương trình 25 năm, ngày trở về đầm ấm, thắm đượm tình thầy trò, bạn bè hôm nay, chúng em xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của ban giám hiệu nhà trường, của tất cả các thầy cô. Một lần nữa, chúng em xin kính chúc nhà trường sẽ luôn cập bến những chuyến đò thắng lợi, thành công rực rỡ, để mái trường Trung học Phổ thông Đồng Quan luôn là một bến đỗ bình yên cho chúng em khao khát đến và trở về. Chúc quý thầy cô sức khỏe dồi dào, chúc các bạn đồng niên sẽ luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công. Thay mặt các cựu học sinh, xin được chân thành cảm ơn ban liên lạc của khóa. Các bạn đã nhiệt tình, trách nhiệm, dày công chuẩn bị, giúp chúng ta có được cuộc gặp 25 năm ngày trở về đầy ý nghĩa. Mình xin khép lại dòng cảm xúc sâu lắng bằng những vần thơ ngân lên tha thiết tự đáy lòng. 25 năm trở một miền ký ức, ngày hôm nay
hội tụ sum vầy, 25 năm ôm một thời mộng đẹp, ngày trở về được gặp gỡ tri ân. Bạn thân hỡi, xin cùng lưu giữ mãi thanh xuân một thời dưới mái ấm đồng quan. Trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các bạn. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu chia sẻ đầy sâu sắc của chị Đinh Thị Hường, lớp 12A, đồng thời cũng là giáo viên của đang giảng dạy tại trường, là người mà tiếp tục chọn sự nghiệp chồng người theo thầy cô của mình đã chọn. Vâng, và trong bài phát biểu, chị Hường cũng có chia sẻ yêu thương để được yêu thương và lan tỏa yêu thương, và chúc cho mọi người sẽ dạt dào tình yêu thương để mái trường chính là mái ấm của tất cả chúng ta, mà trong đó thầy cô chính là những người cha, những người mẹ hiền. Một lần nữa xin cảm ơn chị Hiền, và chúng ta không quên dành cho các thầy cô một chúng tay thật nồng nhiệt để cảm ơn các thầy cô ạ. Xin được trân trọng cảm ơn các anh chị. Kính thưa quý thầy cô và các chị thân mến, chúng em rời xa mái trường Trung học Phổ thông Đồng Quan thân yêu, mang theo hành trang là tri thức và hoài bão ước mơ. Sau 25 năm trở về, chúng em đã khôn lớn, trưởng thành và vững vàng trên con đường lập nghiệp. Để có buổi hội ngộ đáng nhớ hôm nay, ngoài sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của ban lãnh đạo nhà trường, sự tham gia nhiệt tình của toàn thể cựu học sinh niên khóa 95-98, thì một thành phần không thể thiếu, rất quan trọng, giúp kết nối và tổ chức cho hội khóa của chúng em ngày hôm nay, đó chính là ban liên lạc của hội khóa. Và sau đây, chúng em trân trọng kính mời các thành viên ban liên lạc của hội khóa sẽ lên ra mắt các thầy cô và các anh chị. Vâng ạ, xin được mời đến các thành viên nào thì xin được mời các anh chị sẽ cùng lên luôn sân khấu được không ạ? Xin được mời anh Lê Hồng Huyền ạ. Vâng ạ, đến tên thành viên nào thì xin toàn thể các anh chị hãy dành cho các thành viên đó một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin được mời anh Chu Đông Lương ạ. Trân trọng kính mời bạn Vũ Xuân Nguyên. Trân trọng kính mời bạn Đỗ Thị Bích Liên. Trân trọng kính mời bạn Nguyễn Văn Vũ. Trân trọng kính mời bạn Vũ Khắc Điệp. Trân trọng kính mời bạn Hà Khắc Quân. Trân trọng kính mời bạn Doãn Văn Mình. Trân trọng kính mời bạn Nguyễn Kim Anh. Trân trọng kính mời bạn Nguyễn Thị Phú Hòa. Trân trọng kính mời bạn Nguyễn Ngọc Tùng. Trân trọng kính mời bạn Nguyễn Doãn Quý Hoàng. Trân trọng kính mời bạn Trần Văn Dương. Trân trọng kính mời bạn Lê Anh Vũ ạ. Vâng ạ, kính thưa quý thầy cô, các chị và các bạn, trí tuệ có chỉ dạy, mở lòng nhân thì sinh ra vạn phúc, phúc hẹp hòi, phúc bất kỳ nhân. Và ngày hôm nay là những người mà đã dồn tâm cộng hưởng để tổ chức một hội khóa 95-98 tại mái trường Đồng Quan thân yêu. Xin quý thầy cô, các anh chị hãy dành cho những hạt nhân thật trân trọng và đáng quý của chúng ta hôm nay một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, thật dài để cảm ơn các anh chị được không ạ? Chúc anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an cùng cộng hưởng để làm những việc thật đáng, đúng và đàng hoàng, đẳng cấp cho hội khóa của chúng ta. Xin được trân trọng cảm ơn các anh chị. Vâng ạ, kính thưa quý thầy cô và các anh chị, 25 năm về thăm lại trường xưa, chúng em cảm nhận được khung cảnh và không gian có nhiều đổi mới, nhưng lại rất quen thuộc và gần gũi những nét xưa. Nhìn thấy ngôi trường thân yêu giờ được xây dựng khang trang, cơ sở vật chất được đầu tư, môi trường học tập ngày càng tốt hơn, chúng em tự hào vì đã được học tập và trưởng thành dưới mái trường Trung học Phổ thông Đồng Quan. Chúng em mong muốn mái trường thân yêu sẽ mãi là những chiếc nôi đào tạo nhiều nhân tài, hiền tài cho quê hương Phú Xuyên. Chúng em xin nguyện đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để góp phần xây dựng nhà trường và quê hương ngày càng phát triển hơn nữa. Trong buổi hội khóa hôm nay, chúng em xin có một món quà lưu niệm gửi tới nhà trường. Và sau đây, trân trọng kính mời các anh chị Lê Hồng Huyến, Nguyễn Thị Kim Anh, Vũ Xuân Nguyên, Đỗ Thị Bích Liên đại diện cho ban liên lạc khóa 95-98 nên trao quà lưu niệm và quỹ khuyến học cho nhà trường. Chúng em trân trọng kính mời lên sân khấu thầy giáo Nguyễn Thanh Bình, hiệu trưởng nhà trường, thầy giáo Nguyễn Đình Minh, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ lên nhận quà lưu niệm của hội khóa. Chúng em xin được trân trọng kính mời các thầy. Vâng, và chúng em xin được dành tặng một món quà cũng như sự biết ơn trân trọng đối với mái trường và thế hệ các thầy cô.
Và chúng ta hãy dành cho mái trường của chúng ta một tràng tay thật nồng nhiệt để biết ơn và cảm ơn các thầy cô được không ạ? Vâng, và cũng xin thầy cô hãy nhận những bó hoa tươi thắm của chúng em thay cho lời cảm ơn của các anh chị niên khóa 1995-1998 tới công lao của các thầy cô. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, một lần nữa chúng ta hãy dành cho mái trường, dành cho thầy cô của chúng ta một tràng tay thật nồng nhiệt để cảm ơn và tri ân mái trường và thầy cô. Vâng ạ, chúng em xin được trân trọng cảm ơn hai thầy và trân trọng cảm ơn các anh chị trong ban liên lạc. Vâng ạ, kính thưa quý thầy cô và các anh chị, có một cái bài hát là gì ạ? Giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào. Và thời thế hệ của các thầy cô, đặc biệt là các thầy cô nguyên là lãnh đạo của nhà trường, các thầy cô nguyên giảng dạy khóa 95-98 thì sẽ cảm nhận được rất là sâu sắc một cái không khí ngày xưa đúng không ạ? Và có lẽ là sau đây sẽ là một nhạc phẩm, một ca khúc rất là nổi tiếng, một ca khúc cách mạng mà Thu Trang muốn dành tặng, đặc biệt là dành tặng cho các thầy giáo, cô giáo, những người vừa tham gia kháng chiến, những người vừa tham gia giảng dạy, ca khúc Tiếng đàn Ta Lư, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Huy Thục. Và xin quý thầy cô và các chị có thể dành cho em một tràng pháo tay thật lớn với ca khúc này được không ạ? Vâng, em xin phép được dành tặng các thầy cô và các chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em xin được trân trọng cảm ơn các thầy cô, đặc biệt cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và có lẽ là trong không khí này không mong muốn cho em một tràng pháo tay đâu, nhưng mong muốn một tràng pháo tay thật lớn, thật dài để chúc mừng tất cả các thầy cô và các anh chị trong hội khóa ngày hôm nay được không ạ? Em xin được trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các chị, cựu học sinh thân mến, và trong chương trình hôm nay, chúng em có những bó hoa tươi thắm và những món quà rất là ý nghĩa và đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, đây là hai sản phẩm chăm sóc sức khỏe do chính bác sĩ Trần Văn Võ, là cựu học sinh của trường, niên khóa 95-98, tâm huyết nghiên cứu và đã được Bộ Y tế cấp phép sản xuất và lưu hành toàn quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Dược Trần Gia do chính bác sĩ là người sáng lập. Đó chính là sản phẩm Cerebrum và chuyên về não tăng cường, giúp lưu thông tuần hoàn máu, giúp ngủ ngon, sâu giấc, cải thiện rõ rệt triệu chứng đau đầu, suy giảm trí nhớ và cải thiện các triệu chứng sau tai biến mạch máu não có thể tắc mạch. Và ngày hôm nay có lẽ là người hạnh phúc nhất đó chính là thầy cô, bởi vì sau 25 năm rời xa mái trường, chứng kiến các học trò của mình trưởng thành và có những vị thế trong xã hội, xin được chúc mừng các thầy cô. Và sau đây chúng em xin được kính tặng các thầy giáo, cô giáo, nguyên là lãnh đạo, ban giám hiệu, đương nhiệm và các thầy cô giáo chủ nhiệm, thầy cô bộ môn niên khóa 1995-1998 ạ. Vâng ạ, và sau đây chúng em xin được trân trọng kính mời các thầy cô sẽ cùng trở về sân khấu, cho phép chúng em được kính tặng thầy cô món quà nhỏ, bó hoa tươi thắm để trân trọng cảm ơn các thầy cô ạ. Vâng, chúng em xin được trân trọng kính mời các thầy cô, nguyên là lãnh đạo nhà trường các thời kỳ, trân trọng kính mời các thầy cô lãnh đạo và xin được trân trọng kính mời các thầy cô tham dự giảng dạy trực tiếp khóa 95-98 sẽ cùng trở về sân khấu ạ. Ngày tháng trôi qua mau cho lòng thêm nỗi tiếc, một thời mộng mơ đã qua, còn đâu nữa bóng dáng dịu dàng, ta áo trắng thướt tha sân trường. Sẽ không còn những khi bâng khuâng nghe hè về trong vắng, phượng buồn ngập tràn lối đi, giọt nước mắt rất khẽ bờ mi, làn môi thắm chưa tràn nỗi niềm, luyến lưu ngày cách xa. Từng chiều qua đây ngập ngừng vu vơ, chìm vào trong nỗi nhớ, nhớ rồi quên, bao năm tháng dịu êm giờ chỉ là dĩ vãng. Mùa hè ơi sao đến vội vàng, chia tay nhé bạn thân và mãi trường. Ngày tháng trôi qua mau cho lòng thêm nỗi tiếc, một thời mộng mơ đã qua, còn đâu nữa sân trường. Sẽ không còn những khi bâng khuâng nghe hè về trong vang, phượng buồn ngập tràn lối đi, giọt nước mắt rất khẽ bờ mi, làn môi thắm chưa tràn nỗi niềm, luyến lưu ngày cách xa. Từng chiều qua